Tuyến xin chào tất cả các anh em đã trở lại với kênh xây dựng ốp lát gạch nha. Hôm nay Tuyến sẽ lót cái lô da cho anh em xem nha. Đây là gạch 15 90 nha anh em. Thì cái bàn đẩy của Tuyến đang xài là cái bàn đẩy 1m nha. Và đây là gạch 90, là cắt nó còn dư khoảng 10-15 phân nha anh em. Tuyến đang xài là 1m. Thì cái gạch 15-90 này nó cũng sẽ mo ở giữa, thì Tuyến sẽ lát bằng cây cân bằng luôn nha anh em. Anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng bay răng cưa, bàn cắt gạch hiệu Ryobi Tuấn đang xài và máy laser thì cứ liên hệ số điện thoại bên Tuấn nha. Số điện thoại bên Tuấn trên màn hình là 0377007661, Tuấn ship có toàn quốc nha anh em. Bên Tuấn cũng có bán ke cân bằng luôn nha, và ke dấu cộng nha, và bún mực. Thì cái gạch này thì anh em lót gạch này 900, Tuấn sẽ lót 30-60 nha, chứ không có lót 55. Thì mất đèn hạt anh em lót 46 hoặc là 37 thì nó sẽ giảm độ vênh chớp. Thì cái này á, đường nào cũng chớp, khi anh em làm cây cân bằng á, thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ tuyệt đối hơn. Còn mà lát ke dấu cộng không á, thì nó sẽ xấu, nó đã vênh chớp rồi làm nó sẽ cũng sẽ vênh chớp hơn. Thì cái gạch này rất là đẹp nha anh em. Cái gạch này nhìn anh em nếu mà lát xong lên anh em nhìn nó không biết là bằng gỗ hay bằng gạch đâu. Thì anh em nào mà có mới lần đầu vào kênh xem của Tuấn á, thì cứ bấm từ khóa xây dựng ốp lát gạch nha, xem từ tập 1 lên nha. Thì Tuấn chia sẻ rất là nhiều video, ở đây là tập 200 mấy rồi nha anh em. Thì có rất nhiều anh em chú bác hỏi Tuấn là kêu có thể pha xi măng được không, thì Tuấn xin trả lời nha. Thì pha thì nó sẽ được nha anh em. Thì pha thì nó sẽ tốt hơn mình làm cái xi măng. Còn mà khi pha với keo á, thì nó keo nó sẽ giảm lại cái độ giảm lại cái độ kết dính nha, cái tuổi thọ của keo sẽ giảm lại nha. Đó mình không có tách người bán keo được nha. Bằng ke cân bằng này á, thì anh em xài keo á, thì sẽ ok hơn, tại vì cái gạch này nó mo. Thì anh em xài keo á, thì nó cái độ bám nó sẽ cứng hơn. Anh em khi anh em rút á, thì cái viên gạch nó sẽ cong lại cái hầu dầu không á thì chịu không nổi. Anh em lát bằng xi măng không á thì chịu không nổi nha. Phải có keo mới chịu được thằng đá này. Và khi anh em mở cây cân bằng ra thì nó sẽ kết dính rất là chắc, độ bền nó sẽ lâu và dài hơn nha. Thì anh em nào mà có nhu cầu đặt hàng thì cứ liên hệ số điện thoại của Tuấn nha. Cái phần bình luận của Tuấn tới đây Tuấn xin tạm dừng nha. Anh em nào thấy kênh hữu ích hay á, thì hãy nhớ bấm đăng ký kênh ở bên tay phải màn hình anh em nha, chữ đăng ký nha, và nhấn vào cái chuông để khi Tuấn có cái video mới anh em sẽ nhận được thông báo nha. Tuấn cảm ơn các anh em rất là nhiều nha. Tuấn xin chào và hẹn gặp lại anh em những cái video clip nha. Rồi Tuấn xin mời anh em xem cái video nha.
cái ba chạy quê qua cái nó điều dầu luôn á. Mấy cái kia này nữa thì cho mình lấy lên bỏ luôn, bỏ ra bỏ nó gãy ngang này, cái này nằm dưới này. Hai cái màu này nó nhanh quá. Tư vậy anh nhỏ. Đẹp. Đấy như gỗ.